Đến đâu rồi? Còn đến chưa? Tôi bỏ nó đi thôi. Tôi bỏ đi ra đây 50 phút. 50 phút thôi. Có học tổ giấy con gái đi chậm. À. Chở nhau đi tâm sự. Ra đi từ hôm qua mà đã đi sâu được quả đi một lại được lại. Đấy là giỏ rồi. Rồi. Ok. Em biết thấy có một váy. Xin chào mọi người ạ. Mới khỏe không? Vỗ tay. Nếu ai không biết thì bọn mình là Chuyên Phu. Và bọn mình làm ăn nhạc. Bọn mình đánh nhạc. Và mong là mọi người thích. Và nhớ like, subscribe Chuyên Phu trên YouTube. Và mấy MV rồi mọi người ra. Cảm ơn mọi người. À, TikTok nữa. Rất là lâu rồi. Cô Phi hồi mà còn ở Thổ Quan ấy, mọi người biết đúng không? Thổ Quan ấy. Thì là mình có hay lên đấy và hát open mic trên đấy. Thì cô Phi là một cái chỗ mà mình có thể nói là những bước khởi đầu của mình. Thế là đến khi mà hôm nay ngồi đây mình có ban nhạc, mình được đi diễn các thứ thì cũng là một phần từ sân chơi giấy trẻ cô Phi hồi đấy. Nên là một lần nữa cảm ơn cô Phi. Chắc là bài hát đầu tiên luôn thì Runaway, ai thuộc thì hát cùng nhé. Bọn mình sẽ đánh theo kiểu chắp vá ấy, tại vì hôm nay guitarist Lâm Tùng Lê của bọn mình phải về Lào Cai ăn khâu nhục nên là không có mặt ở đây. Thế là nếu mà có cái đoạn nào mình không lead được thì chắc mình lead bằng mồm, hoặc là có ai đấy ở trong kia mà trông giống Trung Trịnh thì lead hộ. À đây, quên mất. Bình thường Thành là đánh bass, nhưng mà hôm nay Thành đánh guitar. Một tràng vỗ tay cho Thành. Hôm nay là Chuyên Phu là đầu tiên đánh acoustic, kiểu rất acoustic này. Nếu mà gì không ổn thì vẫn phải ổn. Đây là Runaway. Cái đàn này là nó có cái chấm ở đây này. Bản thân mình là người không giỏi đánh đàn lắm. Thôi nhá, tôi quản trả ấy. Sure.
nhầm lời xin lỗi mọi người, mình run quá. Take it slow, I wanna know. Đừng so những take it slow, I wanna know. Thôi phải lời lời đi. Đã lâu lắm rồi không đánh kiểu acoustic như này nên mình run ấy. Okay. Cảm ơn mọi người. Đợi mình một chút nha, đợi mình một chút nha, rất xin lỗi mọi người, rất xin lỗi. Run away. Đây rồi, đấy rồi. Take it slow, I wanna know. Đừng sâu những đắng cay từ đây. Một cái gì thì nó vẫn đứng đây. Chẳng sao tâm thật. Dừng lại thôi, để là xoay nốt trôi. Đây là bài mình lo nhất mỗi khi mà mình đi diễn live. Bởi vì là hợp âm đánh hơi khó. Với cả mình hay bị quên hợp âm. Ý là khi mà mình phải kết hợp giữa việc hát với cả việc nhìn đàn, xong rồi vừa đánh vừa phải biểu diễn, nên là nhiều lúc nó cũng hơi bị mất phân tâm. Thế nên là sai một chút. Ok. Hôm nay thì không biết là mình có thể đánh được full set mà mọi khi mình hay diễn ở trên sân khấu khác không. Thì bài tiếp theo thì rồi gen rồi. Suy nghĩ cứ thế quấn quanh trong đầu tôi. Từng ngày trôi qua vô nghĩa lãng mạn vậy thôi. Hãy trả lời đi, khúc tràn bao mi đến bao giờ. Cho anh này thì phi đến bao giờ. Ê, 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 nói đi trốn đến bao giờ. Ê, 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 chết trong rồi rén nụ mơ. Ê, 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 ê
đập vai điều thuốc chạy tàn như đuốc. MV đã. Thế nào ạ? Hay không ạ? Có ai thuộc nhá? Bọn mình có làm cái challenge TikTok ở trên đấy mà chả ai nhảy theo à? Chán vãi. Bọn mình như kiểu tự kỷ ở trên TikTok ấy. Bỏ à? Thế là dễ lắm rồi đấy. Không nhớ nữa. Ok. À, nói chung là bài hát đấy là bài hát bọn mình không, lúc đầu anh Sương bảo là không kỳ vọng đến thế. Nhưng mà đối với mình thì bài nào mà mình viết ra và bọn mình bắt tay vào làm và làm MV cũng như là làm về mặt sản phẩm về âm nhạc thì đều là rất là chỉnh chu và mong muốn là sản phẩm nó ra cũng là sản phẩm chỉnh chu nhất và là sản phẩm mà bọn mình sẽ nói là nhỉ, ý là cố gắng phủ rộng nhất. Thế nên là Rối Ren là một bước đột phá của bọn mình. Hiện tại bọn mình thì sắp tới sẽ ra một bài nữa. Nhưng mà chắc là phải năm sau nhỉ. Bởi vì bọn mình có lịch là năm sau. Ờ đúng rồi, còn mấy ngày nữa là hết rồi. Tâm đang tính không tính là tính Tết ta. Tính rất nữa rồi, không đây đâu tính Tết tay. Thì bọn mình vẫn đang cố gắng làm album trong năm sau. Thế là mọi người hãy cố gắng chờ đợi một tí. Mặc dù không biết vai chờ, không vai chờ không? Không ạ, à? Yes. Bọn mình cứ tiếp tục delay. Rita. Chết sớm. Bài này tên Tiêu Thần. Tiêu thân bay quanh ngọn đèn, người hiệp người làm hai chục à, dù nhau thiếu xác chết trong hạnh phúc. Số kiếp ngang như nào, chỉ vì cô chưa phải cô đang theo là ao. Kết thúc sẽ ra sao, trên trăm sự sáng mà anh lên mù quáng. Trên lan hoa cả trời vời, đời này chơi cá cược, đôi khi ăn tận đã mất thì nằm xuống. Ê,
do để khôn khó gian chuẩn. Ê, hãy sống như tiêu tân à, trên trong thực sang đưa tên ngộ quán. Ê, 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 ê. Bình thường là sẽ lip bằng mồm, nhưng mà hôm nay huýt sáo được nên là sẽ huýt sáo. Bài hát vừa nãy là tên là Thiêu Thân. Thì thực ra thì cũng không hẳn viết về con Thiêu Thân lắm. Tại vì thực ra trước khi mình viết Thiêu Thân ấy thì mình cũng có ngồi là nghĩ là mình là một người hay kiểu sợ làm cái gì đấy mà mình không rõ là mình có thành công hay không. Thì vì lo quá nhiều nên là cũng không làm luôn. Nên là viết Thiêu Thân để coi như cổ vũ bản thân mình là thôi thì cứ chết cháy một lần đi rồi đằng nào cũng chết mà đúng không? Thì mình cứ cháy một lần cho thực sáng lên kiểu pháo hoa ấy, đúng không? Rồi pháo hoa nó cũng lụi tàn xuống thôi. Nên là cứ đẹp nhất khi mình có thể. Thì đấy là ý nghĩa bài Thiêu Thân mình viết là như vậy. À, mình phải tìm hiểu Thiêu Thân rất là nhiều trên Wikipedia đấy. Không nhớ viết sai phát thì chết. Xen kẽ những bài của band mình thì mình cũng trước đấy mình có viết vài bài hát, có những bài hát mà gửi cho Sương, cho những người ở đấy mà không tiện nói ở đây, guitar cũ của bọn mình. Có những bài hát mà kiểu trước đấy mà chưa phải là chuyên phu ấy thì bọn mình có viết những bài hát đấy và gửi cho người đấy và mời contact cho tất cả những người này. Rồi bây giờ mới có những người này ở đây. Thì những bài hát đấy là những bài gần như là đầu tiên mà mình sáng tác. Thì bài tên là Loop Vòng Lập. Mình viết lúc mà mình đang stuck in a loop. Kiểu vậy. Loop Vòng Lập. Nhớ nhở. Sáng đầu đông mà tao ngực nhìn mình trong gương để rồi lại thấy hình bóng anh mắt dại khờ vô hương khép đôi mi lâu thật lâu giấc mơ tao đi về đâu một đời cứ thế cứ chìm vào vòng xoay khát khao đi tìm một anh đừng minh hãy cho cuộc đời này dần lối hiện thực là chốn tận tối ta ra nụ cười còn trên môi về lỡ đang nên không còn đây chắc tao chưa không toàn thấy cảm tạ bản thân này cho ta sống nên giờ đây. Vòng lặp qua đây rằng giật ta bước chú đủ thân đắm bao nhiêu ngày cảm nhận tâm thân nào về ôi ba ba da ta ta
khát khao đi tìm một anh bình minh hãy cho cuộc đời này dẫn lối. Hiện thực là trốn tầm tối, ta ra nụ cười còn trên môi. Về lỡ đám này không còn đây, chắc tao chết không còn thấy. Cảm tạ bản thân này cho ta sống đến giờ này. Khép đôi mình là thằng đó thân đâu. Chỉ đắm nơi hôn mê sầu đau, chết đi còn thoát được nhau. Một đời cứ thế đang cứ ở chim mà vòng xoay. Because I'm stuck in the loop, vòng lẫn đoá đây răng rắc ta thêm từng chút. Đủ thân đắm bao nhiêu ngày, gặp nhắm tâm thân nào người yêu. Lúc mà mình thật sự bế tắc, rất may mắn là sự bế tắc đấy gửi cho ban nhạc thì mới có Chu Văn Phu về đấy, đúng không? Em gửi bài này mà đúng không? Bài nào vậy? Ở trước đấy là bài nữa à? À phiên tòa. Thôi em nghe không hát với em nữa, bài đắc lắm. Ok. Bài này là một bài ballad. Mình rất thích ballad. Mình rất thích viết ballad bởi vì nó là cái gì đấy là mình có thể thể hiện được cái sự nhạy cảm cho mình. Thì bài này mình viết trong lúc mình cũng đang ở là trên giảng kiểu trên trường ấy, cấp 3. Hồi đấy mình viết là để chia tay năm cấp 3 của mình. Mặc dù nó cũng không có gì gọi là quá là đặc biệt cả. Nhưng mà thôi, kỷ niệm là kỷ niệm. Thì đây là bài hát là bài tên gì nhỉ? À một thời ạ, đúng rồi. Ok, lên đây mình hay bị quên mất mình phải đánh cái gì, hát cái gì. Mọi người đợi một chút, một thời đây rồi. Cớ sao em
cho giây phút cuối cùng. Anh nhớ em quá lắm ơi. Đừng về Lào Cai nữa. Anh ơi, cái gì cả? Bài này đấy. Ai đang nói lên tường à? Ra đây mà. Đi ra mà. Đâu rồi? À bài này à? Chắc là mùa bế giảng năm sau. Đấy, cứ thoải mái nhá. Cứ học hành đi rồi mình bế giảng, rồi mình nghe bài này cũng được. Đừng bỏ học. Đời rất khổ, đời rất là khó. Nên là còn học thì cứ học đi. Bỏ rồi. Bỏ rồi á? Thế chơi. Ok. Chắc còn hoa đăng. Nhưng mà thôi hoa đăng để cuối đi. Mình hát thêm mấy bài nữa nhỉ? Hát nhạc của em á? Nãy giờ vẫn là nhạc của em, mà có nhạc của ai đâu. À xin 1 giờ à? Ừ thì cũng được. À, mình có một bài thế là xin 1 giờ. Mình viết cho bố mẹ mình, cho các người anh bạn bè của mình. Thì mình mong muốn là ai có 1 giờ để có thể nói những lời tốt đẹp cho người thân của mình. Kiểu vậy. Thì là xin 1 giờ. Cái gì á? Đây nữa anh, thì anh cho mình xin một ít thời gian để mình tìm lời. Đây rồi. Đâu? E-A-D. Anh có kẹp capo bài này không nhỉ? Không. Không à? Ok. Thế xin 1 giờ. Vẫn quan nước tôi chờ ông bên đường này, nhớ chưa có cao su tội tôi. Mới có mấy hôm mà sao dạo này nhìn ông dấu ria rậm rạp tùm lum. Chắc có lẽ mấy ngày nay suy sụp chạy đến lại.
qua trốn chạy deadline không? À. Tôi bận mà cố gắng bên cạnh bố mẹ, người thân, gia đình nhé. Đây là thời gian quý báu nhất. Đừng nhầm bạn nhá. À, chưa sao chế chế. Còn đây là, cho những người mà có người yêu nhá, hay những người không yêu mình nhá. Sao ông cứ nói thì hay, tay không làm vậy thế. Ông có khác đéo gì thôi. Ông muốn có được tình yêu, sao không liều một phen. Đạt ơi, nói đi nào. Chắc có lẽ không đẹp trai, tay không nhiều tiền to. Chuẩn tìm ai nói chuẩn tìm ấy. Bà đấy khai tử rồi. Ôi bà ấy mèo mèo quá. Bây giờ anh mà mình không mèo mèo như thế nữa, hát nó hơi bị mèo mèo quá. Khán giả mà. Khán giả hả? Bây... Thôi em, đây em tìm bà nhá. Còn nhiều lắm, nhưng mà đây show mình đến mấy giờ? Sáng mai. Sáng mai. Thần thượng á, nhưng mà bà đấy ngắn lắm, em hát đi hát lại.
em đi á. Sim, 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 sim. Ở đây có ai có đôi mắt sim không? Có đang sim ai đấy không? Có đúng không? Cho sim rồi đúng không? bài này thôi tên nó cũng nói lên cái vấn đề rồi thì thôi cũng không phải nói nhiều nữa. Đây là sim ạ. À, nhầm tự ý em xem lại. Vâng. Rồi, mọi người cho mình xin vài giây à, mình tune lại đàn nhé. Em phải câu giờ. Đang tiện vào cầu những bài hát thất tình thì mình cũng có bài nữa tên là Em Đi, mình có đăng lên SoundCloud rất là lâu rồi. Để xem nào, còn nhớ không? Bài thế là Em Đi ạ. Nếu em có ý định để quên tôi thì thôi em cứ đi và đừng nghĩ gì mắng kê khoe mi ai dưng dưng để cho em vì tình ta chẳng bền lâu bền lâu vì tình ta chẳng bền lâu đâu
chẳng còn hình bóng ai trong đầu. Mỗi vài tiếng lặng em buông từ trái tim tôi giữ lại. Vui vàng tan biến đi theo ngày sau đêm tôi ở lại chìm đắm trong mưa đang rơi. Thì đừng than khóc làm chi, vậy cứ thế mà đi. Xin em đừng ngẩn đôi mi. Chắc ai đó sẽ đi cùng trôi theo khói thuốc bay, nụ cười và đắng cay chẳng thể nào đổi thay. Em theo cùng đường ấy chỉ đến thế này thôi. Chẳng còn những thước phim trong đời em muốn vài tiếng lặng em buông từ trái. Vội vàng tan biến đi theo ngày gió đông tôi ở lại chìm đắm trong mưa nắng rơi tì tã. Thì đừng than khóc làm chi, vậy cứ thế mà đi. Xin em đừng nói lời gì. Được miệng rồi. Ông ăn rồi. Mình ăn cũng nhiều rồi. Xong mất giọng rồi. Thì thôi, bây giờ bài hát cuối cùng luôn luôn là Hóa Đăng. Ai thuộc thì hát theo ạ. Không thuộc thì mở ông chuẩn có lời. No excuse. Anh xin em hãy lead theo chuẩn. Đừng phá hỏng cái khoảnh khắc đấy. Thật sự. Teo. À đây là Hoa Đăng. Oh, em bên cạnh.
Sau đây bọn mình sẽ đi xuống và nhường lại sân khấu này cho anh Bi Chó. Thank you.